tóc tháng ngày thêm sợi bạc, sân trường in dấu chân mỗi ngày, viên phân nghiêng cùng bao nét chữ, có hạt bụi trắng bay. Thầy trò vùng cao xin kính chào quý thầy cô, quý ông anh chị cùng toàn thể các bạn. Vâng, tiếp tục với những món quà đầy nghĩa, yêu thương thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của các bạn trẻ, các bạn học sinh ở dưới vùng thành thị và các bác các chú ở dưới Hà Nội có gửi lên rất nhiều xuất quà cho các bạn học sinh vùng cao đang còn khó khăn, với các bạn học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, với mong muốn là chia sẻ giúp đỡ cho các em có thêm điều kiện áo ấm được tới trường trong mùa đông giá lạnh năm nay và đón một cái Tết đầy đủ hơn. Thì hôm nay thầy trò vùng cao có nhận được rất là nhiều những xuất quà rất là ý nghĩa, rất là nhiều kẹo bánh và quần áo các cô các chú và các bạn học sinh ở vùng dưới gửi lên cho. Trong ngày hôm nay thì thầy trò vùng cao sẽ cố gắng là nhờ một số thầy cô là sẽ sang để đóng hàng, đóng tất cả những túi quà, những túi kẹo thành những túi chia, túi nhỏ để khi thầy trò cháu mang trên bản sẽ được thuận tiện hơn. Và trong ngày hôm nay thì cũng không biết nói gì hơn, cũng rất là lâu rồi, cũng vì nhiều việc công việc nên là thầy trò cháu cũng ít khi nhận những chuyến hàng thiện nguyện lên trên vùng cao này vì sợ là không làm được. Và trong đến ngày hôm nay thì là cũng đã được nghỉ Tết rồi, thầy trò cũng thu gom được rất nhiều những quần áo cũ và bánh kẹo từ cô Liên Vũ ở bên Mỹ có gửi về cho là thầy trò là Tết năm nay là đi lên gửi cho các bạn là một ít đồ bánh kẹo. Và các bác chú ở dưới Hà Nội cũng gửi cho rất là nhiều những bộ quần áo, giày dép và có gửi cả đồ ăn lên cho các bạn học sinh ở trên này. Thì trong ngày hôm nay thầy trò cháu sẽ cố gắng cùng với đoàn thiện nguyện trong team thầy trò vùng cao sẽ đưa hết tất cả những xuất quà này lên trên 2-3 điểm thôn nơi thầy trò đang công tác để cho các em sớm được nhận những món quà để đón Tết trong năm nay ạ. Vâng, và năm nay cũng là cái năm cuối cùng mà thầy trò còn công tác ở trên khu vực Cống Rua. Thực ra là được chuyển về vùng dưới thì cũng niềm vui cũng có, nhưng mà nỗi buồn cũng xen rất là nhiều. Vì trong thời gian này thì thầy trò cháu được sự quan tâm của bên lãnh đạo là cho chuyển sang một vùng bên cạnh thì cũng đỡ vất vả hơn. Thực sự là chia tay với các bạn học trò Cống Rua này thì cũng rất là buồn, cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà dù sao không thì thầy trò cháu đã công tác được 15 năm ở trên này rồi, nên là hiện tại đến năm nay thì cũng rất là nhiều năm, cũng muốn những năm đầu tiên lên trên này thì cũng muốn là thôi cố gắng 1-2 năm để xin về, nhưng đến năm nay thì vì gắn bó là quá là lâu rồi nên thực sự là cảm giác là không muốn rời đi một tí nào nữa, nhưng mà cũng vì do là cái tính chất công việc và được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã cho chuyển xuống vùng thuận lợi hơn vùng này một tí thôi. Thực ra thì ở những ở khu vực địa phương ở trên này thì đa số hầu như vùng chỗ nào cũng giống chỗ nào thôi. Vâng, và hôm nay thì thầy trò cháu sẽ cố gắng mang những xuất quà này lên sớm để cho các em được nhận sớm và để đón Tết sớm hơn ạ. Không phải trơn quá, phải giảm ấy, phải tí lên chưa, phải xịt lốp đi một tí, từ họ đang lên rồi. Rồi không lên nổi à? Không có đà đúng không? Xịt lốp đi tí. Đây đủ rồi. Ui đây anh ơi. Hả? Lên đây thì chạy, đây là cái mộ đúng không? Ui. Bình rừng đúng anh cái mộ. Sao lại trốn giữa đường này nhờ? À,
Cố lên tí nữa. Một này vướng chôn xăng chắc hôm qua đây. Qua hôm nay nhỉ? Hôm qua cây nó vẫn nốt chặt kia, vẫn chai coca chai nước vẫn để nguyên kia này. Bình thường là em thấy đất thôi nhá. Không, mọi người Mông người đa số thấy như mọi người lớn rồi. Ừ. Họ cũng xếp đá nhưng mà xếp đá không xếp đá như này. Cái đất này nó cứ xem anh phát nhá. Xem anh có lên không nhá. Xem lúc non được tí nào chưa? Phải non như thế mới lên nổi. Phân nghiêng cùng bao nét chữ, có hạt bụi trắng bay bay. Ánh mắt vẫn chiều mến yêu thương, và giọng nói còn vang ấm trong môi trường. Bên đàn em gieo bao khát vọng tuổi say. Trăng đêm soi hàng cau đứng bên thềm, nghiêng ra ngay nghiêng bên đèn khuya, miệt mài cùng trang giao án. Trái tim người bay, con bồng cháy mát vào cuộc đời. Năm tháng qua sông một con đò, đi suốt một thời thanh xuân. Trái tim người bay, còn ngày ấm yêu thương cuộc đời, cùng thời gian đưa em đến ngõ bên xa. Biết bao mùa thi đã qua, lớp lớp đàn em đã đi xa. Bên hàng cây chỉ còn lại bước chân người ở bên dưới thì tầm 7-8 độ, nhưng lên tới trên này lúc nào phải rơi vào tầm 4-5 độ nhá. Không phải là trời mưa đâu mà trên này sương mù, lúc nào nó thế, nó sương mù sương muối là lúc nào cũng xuống, là đường xá rất là ướt, rất là cóng luôn. Một đời vẫn như bài hát không lời về một trái tim người thầy. Vâng, thầy trò cũng khuyến cáo tất cả các bạn trẻ mà bạn nào mà đi xe máy mà không cứng tay thì cũng không, mùa này cũng nên đi lên trên du lịch tham quan khu vực trên cống rua này đâu nhá, vì là đường rất là nguy hiểm. Bởi vì là thầy trò cháu ở trên này là đi quen rồi nên là lúc nào đi đâu có đoàn với anh em trợ giúp lẫn nhau thì mới đi được. Nhất là những hôm mà trời như thế này thì là đường chỗ đoạn nào nó dốc mà dốc đứng thì là rất là trơn luôn, có khi phanh cũng không phanh nổi đâu, phanh cả người cả xe là cứ thế là dê đi ấy, nên rất là nguy hiểm. Nên là khuyến cáo là các bạn này nên đi vào những mùa khô ráo, mùa hè trời nắng nó đẹp thì mới nên đi, còn mùa này thì các bạn không nên đi nha. Nếu mà tay lái hoặc không vững, tay lái không vững có thể hạ cánh bất cứ lúc nào. Nắm hết đến rồi thì là thầy trò cao cũng xin được nhắc nhở các bạn là có muốn lên trên cống rua vào mùa này, nhưng mà có đi thì đi được thôi, nhưng mà hãy nên là đi bộ nhá.
gieo bao khát vọng tuổi xanh. Trăng đêm soi hàng cau đứng bên thềm, nghiêng dáng anh nghiêng bên đèn khuya, miệt mài cùng chàng giao án. Trái tim người thay, vẫn bỗng cháy mát bao cuộc đời. Năm tháng qua sông một con đò, đi suốt một thời thanh xuân. Trái tim người thay vẫn đầy ấp yêu thương cuộc đời, cùng thời gian đưa em đến bờ bên xa. Biết bao mùa thi đã qua, lớp lớp đàn em đã đi xa, bên hàng cây chỉ còn lại bước chân người thầy. Các bạn đến đủ chưa? Thế nào, mấy hôm thầy đi à? Có đứa nào nhớ thầy không? Có. Đó. Chắc là phải nhóm bên cho ấm thôi. Gọi điện không thấy nghe máy. Khoan nhá, bây giờ thầy bảo nhá, hai cái thùng này là hai thùng là quần áo này, quần áo với mấy cái hai cái thùng kẹo này của các bác gửi về cho bảo cho các em nhỏ trên cống rua. Thì bây giờ thầy tính này nhá, tí là mang ra phát đấy, kẹo thì khả năng là đủ, còn quần áo thì là chưa biết, là quần áo cũ thôi nhớ chưa. Nhưng mà bạn nào được thì là ok nhá, bạn nào không được cũng ok nhá, nhớ chưa? Ok không? Nhá. Kẹo thì có đủ nhá. Không có cái gì để giải ra nhở, có cái bạt không nhở? Đây, thầy không hay bóc thùng này ra trước đi. Thế chào nhá. Vừa dù à? Nói tóm lại là nhiều. Vâng, thưa quý anh chị, là hôm nay thì cũng là cái xuất quà của các bác chú mà gửi cho các em học sinh trên cống rua. Thì hôm nay thời tiết thì cũng hơi lạnh, có lạnh không? Đó, có rất lạnh đúng không? Thì có một ít xuất quà Tết để gửi cho các cháu ở bên dưới thôn dưới và thôn cống rua. Thì hôm nay gửi cho cháu lên trên cống rua. À, mùa du đúng không? Đây, thôi đưa cho bà trước. Các con xếp hàng lại. Xếp hàng lại. Lên về đằng sau. Đi chưa? Con bỏ ra đây trước. Xin thầy, xin thầy. Ủa rồi, bạn này mặc cái áo mỏng manh này. Anh sẽ sang trong tủ, tủ có cái áo khoác không, đưa cho nó cái. Đưa cho bạn này cái. Nhìn có đúng một cái áo à. Rồi các bạn này. Cái túi dép đâu nhở các bạn? Có mấy lô dép mà các bác ở dưới lộ gửi cho, nhưng biết là có lô nào không? Có toàn dép con gái thôi.
Không đeo con trai đâu à? Thôi cứ để đây đang. Tính sau. Học lớp 1 chưa? Học lớp 1 rồi. Học lớp 1 chưa anh? Học kìa. Nào con bạn chưa được nào? Ui, em dùng qua em cầm máy mà con lắc cả lên. Đây bên này, bên này được chưa? À được hết rồi. Bên này chưa? Em làm được đấy đi. Ơi. Lớn lắm nhỉ? Lớn lắm mày. Em ơi. Em lớp mấy rồi? Lớp 7 chưa? Con bà nào không? Đi lớp 9. Lớp 7. Thế là chưa đủ đâu, còn các bạn chưa về nữa đúng không? Bạn kia được chưa? Chưa. Ôi kẹo các cháu ơi, các chú mà không biết được. Cái nào? Cái này thì là các bác ở dưới cái lộ thì họ cho thì chỉ có ít thôi nhá. Để thầy xem chân mà nào được thì mới đeo. Đứng lùi ra một tí nào. Cái bạn này chắc là to say say. Ui giời, đẹp luôn. Giày dép có ít. Giày này. Giày này chắc giày con trai giày con gái nhỉ? Con gái. Giày màu hồng này chắc con gái rồi. Mỗi 1, 2, 3 đôi dép. Ôi đôi này đẹp lắm. Đôi dép và chân phải lớn lớn tí cơ chứ tầm này đây này. Con nào giơ tay nhanh thì được. Con nào. Đôi này thì đôi người lớn thôi. Đôi này. Đôi này thì người lớn thôi. Đôi này. Đấy, một sao này đây. Đây anh giơ cho ai không? Đây. Cứ cùng người lớn thôi. No, bà nhá. Bình tĩnh nhá. Có nghĩa là về mặt không được thì cho các em và các chị chưa? Bây giờ thầy không biết đo cho từng bạn một đâu nhá. Bởi nó nhiều như thế này không ạ? Cái này là các bác là xếp có nghĩa theo bộ rồi, những cái quần này màu này thì theo cái áo màu này thôi. Bây giờ mình mà giữ ra một phát là nó không theo kiểu nữa đâu. Đấy được chưa? Vừa không? Anh cứ phát cho các em, các bé 1-2 cái đấy. Vì đứa nào không được về cho nó mẹ nó, cho chị nó. Cái này áo con trai, con gái. Con trai. Con gái. Con gái à? Anh ấy có cái áo là không có một bạn ấy mặc không mặc áo đâu. Đây này, như bạn này mặc áo cộc tay này. Đây, bọn này mặc áo cộc tay này. Ui dồi. Lạnh lắm này. Xin áo đây. Đấy, thằng này thay, thằng này ưa này, nào trong này này. Đây, con trai con gái? Con gái.
Con trai vừa con trai cũng được, con gái được. Cái gì mình thích có gì luôn. Ui, chị ơi. Nhái có gái nhiều nhờ. Ở đây. Lấy rồi đúng không? Lấy rồi, lấy rồi. Nhìn này, đóng con nhìn này. Giờ su này. Đây à? Ừ. Hôm nay nào? Nãy đến nó rồi con gì? Phần trương để thấy. Em không có gì. Thằng đẻ. Anh xem cái áo này có ấy không? Có ổn không? Cho thằng này, cho thằng bạn. Được rồi, tí anh khắc tìm thằng nào. Đây, thằng này đây. Mặc quần đùi. Cái này áo thanh niên. Áo thanh niên, đẹp đấy. Nhìn thằng này nó đứng đấy, có một cái bạn nào là lúc nãy là mặc có một cái áo không này. Thanh niên thì có con trai to. Đó luôn. Bình tĩnh đã. Hôm qua tôi gặp cháu trước đã, các cô cứ phải từ từ. Cái này là người lớn rồi. Nhưng mà nó xuống nha. Đi qua cho plả thôi. Nhìn đảo được cái. Bắt rồi. Nó mà nó. Cái cái này là cái gì đây? Gối. À, cái này là gối. Gối này bạn nào đấy? Bạn này thì không? Có gối. À, cái này là cái vỏ chăn. Gà. Vỏ chăn này. Về cho hết một bạn đi. Mặc quần nào? Mặc quần nào? Vừa luôn. Nó bệnh. Nó kéo lên sao? Ôi vừa rồi. Nó bé nó áo hết to một tí. Về chịu khó ăn vào. Bán đồ. Bạn nào được rồi đứng ra đằng sau để thầy con phát cho các bạn trước. Ôi chú nói luôn. Ấy đúng không? Ui. À váy. Cả áo và váy đấy. Áo là gì? Bị gì đang quá. Cái này
thì kinh gọi là đầm váy. Các bạn đều thích cái áo Việt Nam này. Cho đi 5 năm, nhưng mà không biết là 5 năm là có cái về được không?
xong thì không biết. Cả tạm biệt các con nhá. Vâng ạ. Thầy chuyển trường rồi, thầy không về trường nữa, được chưa? Nhớ ở lại nữa là cũng chăm ngoan học giỏi nhá. Thầy ơi. À đúng rồi. Chán lắm. Nhìn con đường. Nhìn học sinh này, nhìn rớm nước mắt rồi. Nhìn chán thật. Mặc một cái áo như kiểu là mũi nhãi chảy ra nhầy nhầy xong rồi chân tay thì... à, trên này thời tiết như thế. Mình mặc cái này mình lạnh lắm rồi mà. Trời ơi. Đến cái mùa này thì cũng không biết được như nào nữa. Thôi thì cố gắng xin được bằng nào thì xin thôi. May là còn được một tí gọi là cho các cháu nó vui vui một tí, con vui một tí. Vâng, thưa quý cô anh chị nào, khu này là khu đẹp nhất của con đường huyền thoại đây. Hôm nay thời tiết cực xấu luôn, hiện tại bây giờ đang xuống là khoảng tầm 5 độ. Em nghĩ là thấp hơn đấy. Hả? Em nghĩ là thấp hơn đấy. Vâng, thưa quý cô anh chị là gắn bó mảnh đất vùng cao cũng 15 năm công tác ở trên thôn Cống Rua này cùng với học trò và bà con thôn bản trên này thì cũng đã gắn bó được 10 năm rồi. Và trong ngày hôm nay thầy trò cháu cũng đã được luân chuyển. Thực sự là trong ngày hôm nay ra đi thì cảm giác buồn vui nó cũng lẫn lộn lắm. Vui thì cũng một phần, buồn thì cũng một phần. Thực sự là nó có một cái gì đấy cứ muốn níu chân ở lại. Nhưng mà thôi cũng là vì cuộc sống. Vì cuộc sống thì thầy trò cháu là chuyển sang cái xã gọi là bên cạnh thôi, cũng không phải là đi xa lắm. Thì thỉnh thoảng thì thầy trò thì lâu lâu thì vẫn có thể về thăm được. Nhưng mà đúng 10 năm ở trên này cùng với các học trò bà con, từ thời mà con đường chưa được khánh thành, thầy trò đã cùng nhau đi xuống trường rồi. Bây giờ con đường đã đẹp rồi thì cũng không biết nói gì hơn. Hôm nay chuyển đi thì cảm giác nó lẫn lộn quá, thì cháu cũng chưa nói được được là câu gì. Thì cũng năm hết tiết đến rồi thì cũng kính mong là quý mạnh thường quân, quý ba anh chị sẽ luôn luôn quan tâm tới các cháu ở trên vùng Cống Rua, vì các cháu còn rất là nhỏ dại và cái vùng của các cháu điều kiện rất là thiếu thốn khó khăn. Thì thầy trò cháu trong cái đợt này thì cũng sẽ cố gắng là cầu nối và kết nối nhiều hơn nữa để đưa những suất quà ý nghĩa lên với học sinh, với những các em nhỏ vùng cao còn rất nhiều hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn. Vâng, hôm nay thì cháu cũng chưa nói được một câu nào cả, vì thực sự bây giờ cảm giác nó rất là lẫn lộn. Và một lần nữa được xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác chú, các bạn là nhỏ rất nhiều. Đặc biệt là cảm ơn tới cô Liên Vũ. Vâng, cô thì là ở tận bên Mỹ, cũng là đồng hành cùng với kênh Thầy Trò Vùng Cao trong thời gian rất là dài. Và hôm nay thì cũng là đến ngày cuối năm, cô cũng có gửi rất nhiều bánh kẹo về cho các trẻ em trên vùng cao. Và trong từ hôm nay đến Tết thì thầy trò cháu sẽ cố gắng là sẽ đi nhiều thôn bản hơn nữa để đưa những suất quà của cô tới tay các bạn nhỏ còn rất nhiều khó khăn ở trên vùng cao ạ. Xin được thay mặt là các em nhỏ, thầy trò vùng cao xin cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn tới quý mạnh thường quân đã luôn luôn đồng hành cùng với kênh Thầy Trò Vùng Cao. Vâng, một lần nữa thầy trò cháu xin phép được dừng video tại đây. Xin được kính chúc quý thầy cô, quý cô bác anh chị có một năm mới gia đình vui vẻ, an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.